Ok, bữa nay trời nắng đẹp ở mùa hè ở Sweet Shade lần yes. Đây, bây giờ tuần thứ hai này tôi gặp Christina với Mighty, ở đây thứ ba này là Aileen luôn ở Golden West. Christina với Mighty là OCC lần có job hè, yes. Yeah. Alright. Đây, bữa nay trời nóng lần á. Quay phim đủ hết lần á. Cái phạt luôn á, bây giờ đang có cái vòi nước tưới nước đang xịt nước bây giờ luôn, trong cỏ nó xanh lại không có bị khô luôn lần á. Yeah. Marcus. Yeah. Want one video? Yeah. As long as you get consent, like I have to ask you, you're okay with it, that's all. Like you, if I ask you, you're okay with it, you say yeah. Like. Yeah. Marcus. I've done Catherine too. And Jamie. Yep, alright, bây giờ ta bây giờ quay cái này đủ rồi, có bông hoa cho mùa hè luôn, đã mùa xuân đã nở đầy rồi luôn. Yes, alright, bye bye nha.